xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Ok, hôm nay tôi sẽ thông báo cho các bạn một tin rất là vui phát hàng luôn, là hôm nay kênh của tôi đã sống lại rồi. Ok, không điên không dại nữa thì thông báo cho các bạn một tin vui. Sau 5 ngày mất kênh thì cuối cùng kênh đã sống lại, và hôm nay tôi sẽ ăn mừng bằng cách là uống bia. Ok, đây là chai bia, lâu lắm rồi tôi chưa uống bia mà tôi chả biết uống bia gì. Đấy, cái kênh NTN Vlog này này ra đi đến nay là 2 lần rồi, cuối cùng cháu vẫn hồi sinh, cháu vẫn sống lại được, thì tôi sẽ uống bia. Ok. À, tôi thấy là các thanh niên là mở bia bằng mồm rất là giỏi. Mở kiểu này gãy răng, ok. Thôi, thật ra là hôm nay tôi có một cái trò liên quan đến cái chai bia này. Cái đoạn mở đầu nó chỉ là cái đoạn mà muốn cho các bạn biết là cái kênh tôi đã sống lại thôi, ok. Rất là nhiều bạn bỏ sắp, sau 5 ngày đến 20 mấy nghìn bạn bỏ sắp, thì bây giờ tôi hy vọng các bạn sẽ sắp lại để xem video mới này. Nó liên quan đến chai bia như này, ok. Bây giờ tôi sẽ nghịch cái nắp con bia. Cái nắp này. Hả? Chứ tôi không nghịch chai bia, tôi không uống bởi vì tôi không thích uống bia. Ok, bây giờ tôi sẽ nghịch cái chai bia. Bây giờ phải cậy cái nắp ra đã. Ok. Ok, bây giờ tôi sẽ mở cái nắp chai của cái chai bia ra, chỉ lấy một cái nắp thôi, còn cái chai bia này thì vứt, không dùng. Đây là cái nắp bia mà tôi đã cậy ra, và bây giờ tôi sẽ sử dụng nó để thực hiện một cái trò rất là hay và rất là thú vị cho các bạn xem. Bây giờ tôi sẽ đập cho cái này nó dẹp ra. Tiếp theo thì sẽ phải lột cái phần cao su này đi. Và chúng ta có sản phẩm như thế này. Ok. Đây gọi là cái sùng sàng. Tiếp theo tôi sẽ dùng đinh để đục hai cái lỗ ở đây. Đấy, đục toàn cả đinh luôn. Tôi đã đục xong hai cái lỗ trên cái nắp của cái chai bia. Đó, ok, bây giờ tôi sẽ đi buộc dây vào đây để thực hiện cái màn thí nghiệm này. Ok, cái này gọi là sùng sẹo. Gọi cái khác đó là nắp chai bia, nhưng mà nắp chai bia nó hơi dài dòng, tôi đặt tên cho nó là sùng sẹo. Đây là một cái trò mà tôi chơi rất là nhiều thời trẻ trâu, những cái thanh niên mà thế hệ 8x9x chơi trò này rất là nhiều và có thể biết. Và bây giờ tôi chơi cho các bạn xem là nó như thế nào mà gọi là sùng sẹo, ok. Đây, lâu lắm rồi bây giờ tôi nhớ lại được cái trò này, tôi làm cho các bạn xem. Tôi sẽ luồn cái sợi dây vào đây. Đó, kiếm sợi dây bé bé thôi thì mới được, sợi dây to quá không được đâu. Đây, tôi luồn sợi dây vào đây. Rồi, và buộc cái đầu này nè. Ok, dây tôi hơi quăn như thế này nó mới dễ. Rồi đây cho các bạn xem sùng sẹo nó như thế này. Đấy, nhìn nó đơn giản như thế này thôi nhưng mà chơi rất là thích. Đây tôi cho các bạn xem nhá, cầm rất thích tay luôn. Đấy, bây giờ thì xoay như này này. Ok, xoay một lúc rồi kéo ra này. Đấy, cầm tay sướng cực luôn. Cái này rất là an toàn, không nguy hiểm. Các bạn nên chuẩn bị những cái dây mà nó kiểu là nó cứng cứng tí. Dây mỏng quá này nó sẽ bị đứt. Đấy, kiểu như thế.
Đây, tôi có một chiếc bánh mì. Bây giờ tôi đã dùng cái sùng xèng này để test cái bánh mì này xem là nó cắt được không. Bọc là để nguyên như này thử xem như nào. Ok, đang quay tay rồi, cắt cái này tôi chưa mài. Không được, tôi phải dính bằng dính vào. Dính bằng dính vào thì nó mới chắc, không nó toàn chắc. Ok, bây giờ thì chúng chạy đi đâu? Nó chạy lên cuộn. Đấy các bạn thấy không? Tôi cắt phát đứt đôi chiếc bánh mì. Đấy. Bây giờ tôi sẽ cắt thêm cái này. Thành. Cắt luôn. Mà trước thì cắt này. Khổ. Giờ lột ra cũng khó. Vứt hết ra nhà. Tí thu sau. Ok. Tiếp theo tôi sẽ cắt cái viên thành này ra. Xem là sức công phá của cái sùng xèng này nó kinh khủng đến đâu. À. À. Ngon đấy. Ăn không được ăn. Giờ phải cắt. Giờ phải đổ đây. Ok. Vứt hết ra nhà đi. Ra đây cô. Ok. Tôi cũng chơi hết, hiểu không? Rồi, cắt nha. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, được đấy. Giữa đi. Úi dồi ôi. Bắn quá. Rồi bắn hết vào mồm.
tôi đã cắt xong, nói chung là rất là bẩn, rất là bẩn, rất là phê. Ok, tiếp theo cái mảng cuối cùng tôi sẽ cắt cái này. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là sô la. Ok, à, sô cô la thơm vãi. Ok, sô cô la. Rồi, bây giờ cắt cái sô cô la ra, bóc ra đã. Chưa, cái này không cắt. Rồi, bóc cái viên ra đi, rồi cắt một thể, thu nhà một thể. Đó, bây giờ thì tôi sẽ cắt bằng cái sụng xẹp này. Rồi, tí thù sau. Ok, cắt luôn. Đây, giờ quay tay đã. Quay xong rồi thì cắt, thử cắt xem nhé. Cái này thật ra nó không đứng nguyên, đâm ra cắt nó rất là khó. You what the... Tôi phải đi lấy cái dây khác tôi cắt. Rồi, cái này nó thấp quá, cắt được không? Cắt được không? Nó có cắt được không? Cắt đi! Cắt đi! Mày cắt đi! Yeah! Một viên không cắt được, nói gì năm viên. Ủa, xô na đắng. Ủa, xô na đắng. Ủa, ủa, đắng kinh khủng. Cắt bằng mồm cho nhanh, thế cho nhanh. Cắt bằng sùng chèn như kiểu mũi nhốt nhốc. Ok, rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi, chào các bạn. Quay tay ngoài.